Anh em. Đây, bạn buộc đây. FaZe Clan bắn với Navi à, rồng vàng. Sao đội bắn với rồng vàng? Phải không? Ủa đâu? Achilles Achilles mới là sao đỏ đúng không? FaZe Clan là khác. Đủ Golden Master. As Na'Vi now still clutching at straws financially, Electronics already bursting into the round, they got nothing out of the previous. Xé AK nhìn căng vậy liền. Trời má nhìn nó xé AK kìa, có Order Master xé AK kìa, căng. À đây rồi, Symbol. Má thánh gánh team, nguyên cái team Na'Vi luôn. À, ok. Nói chung là chuyện này hay, chuyện này xem. Navi bắn với FaZe Clan cũng hay. Để xem chuyện này đó. Electronic has to hold the door. This is the danger man right here, Adren. We'll see what he's capable of towards the apartments. He's managed to get himself right to the end. He will stay there now, presumably, and wait for his teammates to commit towards B. I'm not sure that's exactly where the Molotov to go, but still, it shows presence, and Electronic reacting to it. Starting to fall back now. This will be a B finish from what we can see right now. You can see they've got the gun under control, the bomb's at the bottom there, and they're sending Nico a potential Molotov towards Emo. No. But for now, just exploring their options. They know they're pretty safe to actually take these picks because the money's low for Na'Vi. They don't necessarily have the orb. Má mấy ông này bắn nó hồ lâu quá ta. Mày nó hồ tới cần 30 giây mới vào á. Thường là hồ tới còn 30 giây nó mới vào chứ không phải ảo vào cái ảo liền. Vào. Má còn ba đúng 30 giây luôn á. Vậy liền. 30 giây nó vào sai kịp ta. Và smoke ký mạng ghê. Trời ơi, hết shot luôn. 8 giây. Bây giờ cả đám nó rồ tay qua bên đây, đây vậy đi. Rồi, rớt bom rồi. Đặt bom kiếm ta. Trời má đúng. Còn đúng 2 giây đặt bom luôn chứ phải gì nữa. Má còn đúng 2 giây đặt bom luôn. He's gone down. Electronic gets one, but that's going to be the round. He's got to back out of it. So only one kill for Electronic. Zeus does what he can. It's now FaZe extending the lead. Không, FaZe Clan đánh bom chậm. Tôi thấy ai cũng đánh bom chậm á. Đánh bom chậm nó sẽ gây cái tâm lý không biết đánh sai nào, với lại nó bất ngờ. Trời đủ đặt bom thì đặt bom đi, má cả đám chạy ra mất súng phải đi. Ba thằng chạy ra mất súng đặt bom xong, má ba thằng chạy ra săn xong má mất hết mẹ súng luôn. Phải cứ đặt bom xong thì má đặt xong bơm xong ba thằng chạy ra má bị giết lẹ. Ờ vậy nãy giờ không để ý lóc lấy ba goblin ăn lên mẹ nó. Đang ngồi xem bắn dại không để ý. Đúng là ai? Lấy miếng nước uống cái đã. Chuyện này cho nên mình chơi gì hết trời. Vãi nồi.
chơi cái lão gì vậy? Ba mình cũng hơi buồn ngủ rồi ấy. Livestream chắc cũng phải tầm gần 10 tiếng rồi. Thôi chắc đến xong chữ này mà mình lên giường á, bật điện thoại lên nó xem bắn xong cái giải này đi rồi đi ngủ. Sao team mày nhìn khỏe quá ta? Mắt có tóc bắn luôn ấy. Mình khai mình cũng thua. I bring an end to mass searching. I assumed it was B, it's not, and it's now 5-2. Trời má, cái trận này nhìn nó hài hài rồi đấy. Trò này tăng cái. Ủa, bắn xong nãy giờ hả? Vì má mình đang xem mẹ đi. Mình đang bắn mà. Đừng bảo mình đang xem review nha, replay nha. Ủa, đang chiếu mà. Đây cho các bạn xem nè. Vì mình đang xem con mẹ gì vậy? Đây nè. Faye Clan với Na'Vi đang 5-2 nè. Mình đang xem cái gì vậy? Cái này replay hay ấy gì? Ok. Ok. Được rồi. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Ok, hiểu rồi. Hai. Này giờ má xem review mà éo biết luôn ấy. Chuyện này ấy, Dragon Pass Rider nó có thể chơi chôn này. Mà chơi chôn với con gì đấy cũng được. Victory. Nhưng mà chơi này thì đụng con này thôi chắc không lấy CK đâu. Team ẹp á thì cái instant hết rồi gì có hấp dẫn vậy, được một cái instant hết luôn ấy. Ừ nhỉ. Bây giờ con Saman này lên 2 sao thôi, chắc là mình được có một cái early game gọi là ấm no luôn rồi ấy. Trời, bây giờ mình đã xin con Saman à. Lúc trước thì mình chơi con Saman nhiều lắm luôn ấy. Thấy nó cười bóng vậy thì bây giờ má thấy yêu quý nó. Xong rau này úp lên cái nè. Mình sẽ ném con rô vào. Ít đế à. Ít đế ba ọt rồi. Thơm rồi.
bây giờ mà kiếm ra được con trôi nữa thôi thì hơi quá. Thôi mình nghĩ là không nên Ủa nhưng mà có hai con Shaman thì sao? Hai con Shaman vì mình có bốn cái hết đúng không? Các bạn cho mình hỏi cái là phải là nếu mà mình có hai con Shaman thì sao? Chẳng lẽ mình có bốn cái hết luôn mà. Auto head là nó đi theo con Shaman. Vậy nếu như mà mình có hai con Shaman là nó có hai cái auto head luôn. Phải không? Nếu không ghép được con root này chắc mình bán đi cho rồi đi. Cái con này cũng xài tạm mà, chứ chắc là sẽ lên được undead. Mình thử xem. Giờ cầm hai con Shaman nè, nó có cái auto head này nè. Đấy. Ủa hai con cùng head mà đúng không? Ủa cái head này của con chúc. Nhầm. Ủa, cái head này của con Shaman. Ủa chúc nhớ nằm ở Shaman mà nó sửa lại nè. À, cái tàu auto head này nằm ở địch chung chứ không phải nằm ở con Shaman, mới nằm ở Shaman thì bá quá. Ủa vậy tôi lấy hai con địch chung thì tôi hai có head đúng không? Như vậy mình lấy hai con địch chung là mình coi như có hai cái head rồi. Yeah. Ok, về lý thuyết có thể hiểu như vậy đi. Sao mà trùng được? Hết cao thủ hết này cũng đi chút mà. Ê khoan, giờ sao nhìn này vô sĩ vậy má, hai con sao ba. Nhà kia nhìn vô sĩ thế. Enchanted, I'm sure. Anh em ngáp rồi. Nhưng mà nó thì là cái lab của mình nó đang nửa nẹt nửa mở á. Nó không thiên về cái gì cả. Mình lấy con ass để mà mọi con có tăng cho cái con địch chút này, chứ không lấy éo con mẹ đi luôn. Mà giống bạo quá. Hay lắm, phá mộm được má một con rồi, hay lắm. Mà nơi nó tập tràn bốn nơi rồi. Rồi toàn đam không đủ, tăng cũng thiếu. Và lên đam thì không đủ, tăng thì lại thiếu. Queen of Pain. Cũng được.
hay chụp mẹ nó. Để coi mình coi cái... Ê, ra Abaddon rồi nha. Trời má, đang muốn... Thôi kệ luôn đi, tại vì lát mình còn phải đếp rau sói nữa. Sớm cho nó đỡ đau khổ. Bây giờ có Undead. Undead. Hai cái Shaman. Và liền hai cái Shaman. Ok, cũng đỡ. Cái lá này vậy cũng chơi được rồi trời. Quăng rượu chơi hết. Có vẻ lại hơi mệt nha, nhiều cú lừa trong đây quá. Mấy con này á, phải ráng up cho lên 3 sao sớm á, thì mình mới có tăng. Còn nếu mà mình bây giờ mình cứ giữ tiền một hồi nó cũng không có tăng. Bây giờ không biết là có nên xài tiền hay không xài tiền nha. Bây giờ xài tiền á thì mình có cơ hội up được. Không khó. Ra cái lớp này nó up 3 sao sớm thay vì up level. Vì mấy con này là mấy con mà nó khá là yếu. 2 sao có đánh không nổi. Phải lên 3 sao. Lên sớm nữa cơ. Có nhà có rồng rồi nè. Chú bà đi chứ. Khoan đã. Bây giờ mình lấy Necro hay là nên lấy cái con Abaddon ta? Nó cảm thấy là nên lấy Necro chứ bút mẹ Abaddon đi vừa. Nhưng mà cũng không được nha, má bút cái bộ Gnai thì bọn này yếu lắm. Chờ má cuối cùng tôi phải làm sao? Con này sắp lên 3 sao rồi, không vứt được. Lại cú lừa nữa. Thề. Cái Instant Head có cần thiết không nhờ? Lấy với Doctor tốt hơn ta. Undead thì cũng cần. Cái gì nó nhìn nó cứ nửa nạt nữa mà bây giờ thay nào ra trời. Con nào cũng sắp lên 3 sao mẹ đâu phải liền 4 lưu thông này sắp lên 3 sao hết trơn. Mày cứ bây giờ ham cái head ấy thì lại có vẻ thiếu đam. Rồi bỏ hết ra thì lại thấy nguy hiểm tại vì nó không được tăng. Đam cũng thiếu nữa mẹ nó. Lấy Warlock trước, Warlock bây giờ tập này nó không có tác dụng nhiều. Warlock phải khi nào mà team nó khỏe hết rồi ấy, thì tập Warlock ngon.
Medusa. Thôi tôi cứ để đó, cái để đó từ từ xem đi. Để mình test thử cái. Từ đã. Cái hết bây giờ không bỏ ra được. Cái hết bây giờ bỏ ra thì còn tan sớm. Bây giờ bỏ là bỏ sao phiên ra. Nó sẽ đội hình này nó tham nhiều cái ra, như bây giờ tham còn thêm con Jet nữa thấy nó hơi toan toan. Không cần cái này đâu, không cần cái này đâu thì. Từ từ. Bỏ bát đi với Doctor. Cũng được. Ôi nhỉ, bỏ bát đi với Doctor nhỉ. Bây giờ này, bây giờ cái gì? Nếu mà ta bỏ Abaddon thì bỏ bát đi với Doctor đúng rồi. Lấy cái bộ Jet, có cái bình bông, có cái CC nữa. Đúng rồi. Vậy là ngu mẹ rồi. À, đèn ngắt ngắt nơi rồi. Giờ thiếu con trôi nhờ. Học mai này nên có, thật sự nên có, vì con này nó tăng tốt lắm luôn á. Ba tăng thấy là hơi gậy thiệt mà, bây giờ chưa có mấy con kia ra. Chừng này sao mệt quá vậy. Có sao phiên 2 cũng đỡ. Thôi, chẹp mẹ ổn mai. Tại vì round này rồi mà nó không ra thì mình ôm thì nó sẽ toang lắm luôn á. Kiếm CC thôi bây giờ.
Ha, build kiểu này dở quá. Ôm con ọc mai nó hơi bị lâu. Tầm này phải roll kiếm rồi. Ê, con này cũng đỡ. Kiếm thêm vài con nữa đi. Thế ammo này giờ ra hơi bị nhiều ấy. Đối với con bún con nhiều quá. Này với con này nè. Ủa thì có chôn nè. Ok mình bị ngáp mẹ rồi. Không thấy chôn. Ok 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 ok. Rồi. Mẹ này dễ để ý luôn rồi. Giờ mới vừa skip con chôn đó hả. Thôi thôi. Nó đang ngáo mẹ rồi. Trường hợp này thôi, thôi bye bye luôn. À đây 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 đây. Sorry nha, má tối rồi, má giờ ngáo mẹ rồi, bây giờ không thấy mẹ gì luôn bây giờ. Bây giờ tôi không biết mẹ gì luôn á. À, giờ đuôi rồi. Ok. Bây giờ upside bọn này lên thôi rồi. Bọn này éo éo tan sớm. Bỏ mê đô lấy thì chúc tờ hả? Ờ, ok. Ok. Hợp lý. Ờ, ok, hợp lý rồi đấy. Cho anh cầm nhờ. Nhưng con sao phim này mỏng quá. Này cho nào cầm tốt ra. Cho mày cầm luôn. Tao mệt lắm rồi. Cầm đi. Cái bên đội AC cũng cho mày cầm luôn. Mệt quá. Ok. Ok, bây giờ giữ tiền khi nào gần chết thì má cầm ngay đu ra thôi xong. Chạy nó. Quan tâm mẹ gì nó khỏe hay không? Wow, shit, man. Wow, shit, man. This cũng hay gì nó đẹp được. Ờ, nhỉ? Ừ nhỉ, bây giờ má con Medu cầm giáp xương rồi hả? Giờ các bạn chữa mình ngu đi.
Má giờ mình cũng không muốn chửi nữa, mệt quá. Thầy bán mày đu vứt đồ cho con quá. Kẹt. Thêm ra nữa, mẹ tụi Echo thêm ra nữa. À éo, tụi Upgrade lấy đồ cái đó. Echo bây giờ sao lấy giáp Suga? Bây giờ làm sao tôi lấy giáp Suga? Bây giờ làm sao tôi lấy cái giáp xương ra? Cái vấn đề bây giờ làm sao để mình lấy được cái giáp xương ra đây? Bây giờ chờ con này mày đu bán mày đu này hả? Bán đi một hồi nó éo ra nữa thì sao? Mà chắc gì đủ cái giáp xương này nó ngon bằng quá. Con mày đu 2, ốc 9, ốc mày đu ra. Chắc gì nó ngon hơn. Kè éo tin. Bây giờ ra hai con mê đu nữa nó nói chuyện tiếp, còn không thì éo. Tụi có nhân phẩm thôi. Từ 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 đã, tôi xem đã. Mẹ nó giờ ấp chính cầm mê đu 2 ra chứ đã. Mày hồi xưa chắc cần giáp xương á. Đi cụ uống nóng lại à. Thôi đi thôi, mệt quá. Thằng này không éo nữa thì má banh mẹ nhà. My quiver and bow are ready. Hay mày cho nó là tặng luôn.
Cháu quýnh quanh mà, nhưng mà quýnh quanh mấy con co thôi. Đảm bảo cho con Việt Trúc này còn sống là được rồi, là mấy con kia không quan trọng. Tính chúng nó mà. Mày đủ hai. Để tiền cái má rồi cứu chó. Biết là chia ra nhưng mà má nó cầm AC. AC nó thể bảo kê cho con này nó không bị chết. Nó thật mới đặt được cái má thì chút tơ. Thì cô biết ai chả biết nó phải chia ra. Nhưng mà đứng gần con này ấy. Vô liền mẹ. Đứng gần này nè, nó sẽ bút giáp cho con này nè. Nó sẽ không bị chết, bút giáp cho hai ba cái ô này nè, đó, cái ô này nè, đấy thấy không, cái ô này nè, nó bút giáp cho nè. Thì con này nó không bị chết, thì mấy con này nó không bị chết nè, con này hú được. Nó đặt được cái disruptor, skill disruptor, vậy đi. Má chứ mình nhét vô góc thì làm sao bút giáp cho bọn này. Hả? Ok. Cảm ơn bạn. Ok, mình sẵn giải thích cho bạn nghe là cái AC này nó củ chuối lắm. Cái AC này ấy, nó chỉ bút xung quanh nó thôi. Holy shit man. Em như ánh nắng ban mai chiếu sáng lòng anh. Đấy thì con thì chút nó không chết được à. Con này nó chết luôn à. Chưa kịp làm gì nữa. Không sao, team mình mạnh lắm. Có mày đu 2 rồi. Nó phải khác, đẳng cấp nó khác chứ. Bọn này nó vừa in dead warlock nữa mà. Nó bị delay ấy, con thì chúng tôi bị delay ấy. Nhét thêm tí độ châu châu cho nó để nó xài được skill cái đã. Nhưng mà quan trọng giờ lỡ lên rồi, đúng không? Cái điều quan trọng nhất là lỡ lên rồi, phóng lao thì theo lao thôi. Ê, cái này ném cho con nào đây? À, không phải ném cho con chưa. Nghe má có rất nhiều cái tiếng âm thanh người lời má luôn. Hell yeah, muốn dead nè, muốn dead rồi, hàng dead đúng không? Ôi, mẹ nó tan nhà rồi. Trời lũ ngắn thai Hunter. Chắc phải dồn team lên rồi.
Ủa, đủ lô 3 mà. Cho má tôi bị đuôi à. Trời má tôi bị đuôi. Ok bạn, mình bị đuôi rồi. Ngáo rồi, ngáo rồi. Ngáo đúng rồi, không đuôi rồi, bị ngáo rồi, đúng rồi. Bị ngáo rồi. À, đúng á. Người thì không có đuôi mà má tôi bị ngáo. Khoai xe đam với cái này chơi không chơi. Giờ có nhiều lựa chọn vậy liền. Cầm thai ra đủ 2 enter, 2 naga đẹp luôn. Ôi chết nó. Hay mày. Trời ơi, ký đầu. Ký đầu. Ký đầu nó chưa. Áp đợi mùi không trời. Rồi còn lít ra thay cho ai. Giờ có thay được cho nào. Eo đâu. Này cũng rô rồi, rô 3 rồi. Lít giờ ra thì cũng làm được gì. Team kia team đam. Lý mà. Anh xui nha. Và ăn lên rồi. Chạy. Lên for your life. Má nó chết trước ạ. À. Mình chết trước ạ. À. Bye Gary. Thay gì tầm này. Má game má đi vú lù xu cuối cùng anh cũng ăn được. Vậy thế là hay rồi. Đổi thai đổi với thằng nào nghe hộ. Má nói mình nghe hộ cái đổi với nào. Cầm thai một đổi với ai. Giờ giờ họ cho hỏi là má cầm thai đổi với ai. Rồi cho hỏi là cầm con thai thay với con nào. Máu con thai có 900 mà. Giáp thì 5. Vì chiếc cơ chưa đổi kịp. Ôi. Lý thuyết vẫn là lý thuyết thôi. Thực tế là má tôi đang đẩy chết. Thực tế là trận này đẩy với Linh luôn. Đi tham mấy con kia nên nó đẩy với cực. Lại đánh đội hình trôn. Cái con disruptor nó không có đồ. Một chết quá. Nếu mà nó hack được con thai ấy thì thắng con mẹ rồi. Nó hack không trúng con thai chịu. Còn bên kia thì nó hack trúng phải. Nên quan trọng là con Medu của mình bị chết nữa. Medu còn chưa kịp hóa đá nên là chết rồi. Mày đu thì lại bị hóa, không kịp hóa đá. Mày đu hóa đá được cái đó cũng câu thì một chút thời gian á.
cũng câu được thời gian mà không bị là mình sẽ thắng trận đó rồi. Tôi biết bạn nói cái này ai chả biết, người ta gửi ra được con thay hai đâu phải dễ. Thay rô thì mất index. Nhầm. Này xui á là bị đâm trúng con necro thôi. Nó không đâm necro, necro hồi máu là giết chết hết mà. Ây dạ dạ. Mình thấy rô ngon hơn. Tại vì cái lay up troll cái này nè, troll này, cái lay up troll này ấy, nó cần đam. Lấy Abaddon ấy. Nó sẽ cần chút tăng. Nó lại gì đây? Lại gà nữa tự. Bù quá sức lại. Chôn nữa hả? Thôi má thèm. Cái team chôn này nó phải sửa lại một chút á, đánh nó mới tùy biến được. Tại vì cái team chôn này nó khó kết hợp với cái một số cái synergy khác quá. Nó fit lại thì dễ chơi hơn cái team chôn. Nó mà không chịu fit ấy, thì đánh khó lắm. Tại vì cái synergy của chôn á là có con Backrider, skill nó rất là Shida là một. Thứ hai á, nó là kiểu như là yếu, lại là đi với Nai. Nai thì nó là kiểu châu châu, mà nó con bát lại không châu lắm. Cái tạc dầu nó cũng chả có tác dụng gì nhiều, cái tạc dầu. Từ khi mà nó sống lâu ấy, thì cái tạc dầu ngon, không toàn lắm. Con Sama nó đi với cái combo đấy, một cái con mà Disruptor, trong khi hai con đó cũng chả có gì ăn nhập với nhau. Thêm cái nữa là con Disruptor nó cũng khá là tốn, tốn vô để nuôi. Anh lóc à? Thử á, tôi thử viewer á. Thơm cái xe chi khác nhau. Nó đúng kiểu mỗi thơm một cái xe chi khác nhau. Chôn ngay vì có Saman 2 rồi. Rồi
biết nữa, mà nó lên Queen of Pain 2 sớm thì ngon. Chứ ôm mấy hai con Queen of Pain má mầm non này sao quýnh. Này còn hơn, này còn hơn. Bây giờ tôi thông quá trời nè. Hay nó bơm được hai lần máu rồi, quá hay. Nó cái gì tôi vừa nói hay xong á, gặp con BH này chứ. À BH 2 ra con Necro thì phải có Shadowfin, suy nghĩ thì cũng không khó lắm, nhưng mà má phải ra Shadowfin một hồi kết hợp với con Archimedes là ok rồi. Nhưng mà má con hai sao thì vẫn được. Cái gì đây? Vãi gì nè. Nhưng mà con nét là ngon, thực sự. Con nét là cực kỳ ngon luôn. Trời gì vậy? Chuyện 2, Tiny 2, BH 2, Phước 2. Tôi má mầm non không. 1 đôi thông, 2 đôi thông, 3 đôi thông, 4 đôi thông. 4 đôi thông này mà lên hết 2 sao thì phải lên. Nhưng quan trọng là round nào thôi. Chứ mà tới round 15 lên mấy 2 sao thì cũng có ý nghĩa mẹ. BH2 thì dĩ nhiên là nét là con Undead chắc chắn không phải chuyển hướng sang Undead rồi. Nhưng bây giờ có Undead nào thì mình nhét vào Magro à. Vậy đi. Thiệt đấy. Má ra con này là không suy nghĩ nhiều luôn. Vừa có Necco chắc chắn là phải bán mẹ con VP nữa. Chẳng phải suy nghĩ luôn. Chưa kể thấy trên bản đồ ấy nhiều VP 2 lắm. Hai sao nhiều quá. Mình má tay mập non không. Ok, đẹp rồi. Biết tại sao mình lấy con troll nữa? Biết tại sao mình lấy con troll nữa? Lấy 3 Warlock luôn.
Kiếm cái tông tên ném vào má, vừa có hai tròn, vừa có CC, vừa có ba warlock luôn, quá đẹp. Được vàng. Cần lóc quá, thôi cứ lập đi. Chưa kể là con cho nó có thể solo một con nào đó mới nó nhồng lên. Trong trường hợp mà con sao phiên chết đó, nó còn có một con đạp tay nữa. Khá là tín. Bây giờ chỉ cần tìm thêm con quýt tơ đẹp. Ôi, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Ra bây giờ, từ phút cùng mẹ nó cái con này ra đi. Một sao cũng chả thấy được gì giống như bút đáp. Bay lên chết cũng thế rồi. Rồi bây giờ ngon hả? Bây giờ có tăng rồi nè, có nhiều máu rồi nè, có hai con đạp chính rồi. Team này chỉ cần build dần dần kiếm bộ Bobby Mac cũng được. Ping pong. Hút 10%. 3 warlock nữa là hút 20%. Thôi má con này vô đối mẹ. Ok. Bây giờ chúng mình đánh lấy win streak rồi vừa. Bây giờ lấy 7 để đánh lấy win streak luôn. Tập này chắc đủ đánh win streak rồi. Này gọi là khuyến mại luôn á. Làm rồi chắc cũng lên 3 rồi. Cho khuyến mại một vàng luôn. Khỏe nhờ lớp này. Mẹ có hai con tăng cho rồi. Giờ cả đám cứ nhọc lên mất xe đạn thôi. Không, không chơi bún trôi đâu. Mẹ lên dù bún trôi. Một tí cho vui thôi. Chứ không chơi bún trôi. Ok. Đấy luôn. Tí up 8 nhé còn AK vào. Cho tăng luôn. Giờ có win streak rồi.
100% là dầu dầu xanh. Thành quá, thành quá ông này, thành quá. Bị chơi phép rồi nè. Nhà này chuẩn bị chơi chắc là dòng phép rồi. Lại có sao phi, lại có tí tí gì đó mà dịch cảm thấy là chắc chắn sẽ chơi phép. Chơi phép thì mình lấy này cũng được, lấy hai nàng gà đẹp rồi tìm này hồi máu nhanh lắm, phép nó không chết được nó bay ra nó vả chết hết rồi. Đã nghèo một mắt cái đồ thông thì chưa phải đồ thông nhiều quá. Giữ một con BH thôi chứ không giữ nhiều BH đâu. Đúng, muốn tích tiền khó như vậy liền. Thì nó cứ nhét một đống á đồ thông cho mình luôn. Tích tiền khó. Không lấy gì cũng không được, không có một cái lấy rồi. Nó còn trôn đứng ngồi đấm kìa, nó hút máu kìa, như con tét luôn á. Vãi, con trôn đứng đấm hút được luôn. Timber chắc chắn là phải lên 3 rồi, tại vì một hồi nó còn có thằng tăng cho. Tinker cứ lượm một con đi, còn lấy má ra bom thì tôi cũng có slot nhét vào. Hôm nay chấm lên 8 cùng mẹ rồi, giàu quá. Không ai xích đào được ổng là toàn luôn. Sao tới giờ không có nhà nào nó chịu up để mà xích đào ổng ta. Giờ sao không có ai xích đào nữa. Mẹ gì sao phim nhảy lên đây luôn vậy? Rồi toàn cái éo gì con sao phim nó nhảy lên trên luôn, không hiểu luôn á. Má nó nhảy lên luôn. Techie không đủ slot hả? Phá undead ra. Ra cái Techie sẽ phá bộ undead ra. Ra Techie sẽ phá cái bộ undead. Phá bộ undead là đủ rồi. Phá con Abaddon. Bạn đồ thông nhiều quá.
thông nữa. Trời. À, mua nữa, được. Má nhìn kìa. Nhìn đôi thông kìa. Vãi trường đôi thông nhiều quá, mấy con tốn tiền mà. Kìa. Trời, nó hồi máu bao nhiêu. Vai cái này con chim gì vô liêm sỉ thế. Con chim này nó còn có búp armor nữa chứ. Mẹ con chim. Giờ nhìn con chim của nó mới vô liêm sỉ kìa. Chọn 2 thì đã khác. Thật ra là nếu như mà ra được con AJ2 mình thay với Abaddon luôn, bỏ bộ Tết ra luôn đấy. Tại vì nó sẽ tăng cho rất là nhiều luôn. Nó chưa kể đồ nữa. HP còn nhiều. Để gold up 8 cầm AC ra đẹp ở AC2. Chính luôn rồi, phải Kalin à. Má 2 sao thì phải khác thiệt. Nhưng mà chắc phải thay tiền update quá. Đây rồi, không cần lắm. Bây giờ Echo được thêm miếng nữa. Thôi rồi, thử phát rồi. Bùm. Má sao gặp hay là cầm mấy đu nó ngon hơn nhờ. Tại vì team này bắt đầu chuẩn bị build phép rồi. Thì mình lấy mấy đu nó sẽ tốt hơn, nó có cái kháng phép. Chứ giờ bây giờ ôm AC ấy, nó tăng được có miếng rồi, họ cũng toan rồi. Bây giờ mà cầm team Goblin nó cũng tốn khó quá. Thôi bán cục mẹ AC đi, thì ôm Medu tốt hơn. Ôm Medu tốt hơn AC nhiều. Thay vì tìm cái team full Gobi Mac ấy thì cứ cái này cũng căng thẳng nha. Vì tính là lấy mày đu có được con Naga cũng tốt.
chút cái đã. Hai ra ốp 8. Ờ, trời ơi. Rồi 25 ốp 8 rồi, má gán gôn ra mấy con này lên 2 sao cái. Bây giờ lấy Medu thay trong Timber thêm Gunka nữa đẹp. Ngay ra đẹp mà. Kiếm Medu với Gunka đây nữa ngon rồi. Hai con ốp 8 kiếm hai con đây ngon. Nó vừa có kháng phép, nó vừa có CC với lại team phép cũng nhiều nữa, quá trời thằng team phép luôn phải cúp. Giờ anh gọi ra tấm team phép. Nên lấy chỗ đúng không sai đâu. Mấy em mày còn phải chết nữa chứ không phải. Rồi đấy, bây giờ kiếm thêm con Medusa 2 nữa thay cho con Timber này là ngon. Có 2 Naga. Để 8 đánh cũng được, để 8 kiếm đánh để đánh cũng được. Mày đu ra trước đi. Vì có khi bây giờ nó còn chưa thả được thuyền là toang của mẹ rồi. Có hai con Naga nó sẽ đỡ hơn. Con Naga khác hẳn. Naga khác hẳn. Đấy, con Naga khác hẳn. Ốc chính lấy thêm con Luna vào cũng được nha. Ốc chính lấy Luna bỏ vào thêm được hai Nai với thêm chút Đam Lan nữa. Thêm con Kunka thay vô đây cũng ổn. Không kiếm thêm hoặc con Bơm. Được. Nhưng bây giờ mình có hai Naga nó cũng đỡ lắm, kháng phép. Bây giờ hai Naga kháng phép là bao nhiêu ta? 30%. Ngon. Đây là mày tìm phép nè. Có sợ éo đâu. Mày có Warlock rồi, mày có Naga rồi. Sợ gì? Sợ gì nó ký đầu chết. Naga number one. Luna không thơm lắm hả? Không, thơm á.
rau nữa ướp chín. Ờ một rau nữa ướp chín. Giữ gôn cái. Thì mình test thử cái. Mình test thử cái. Test thử cái, test thử cái, test thử cái. Tự nhiên giữ WH là mẹ đi chơi. Mà nó còn chưa kịp. Ủa nhà nhà vậy chết hả? Hơi sai sai tí. Lấy con AM vào để lấy cái điểm mình Hunter. Không bị bọn sao phim mới vả chết, bọn này không bị sao phim vả chết, với lại nó không bị ăn cây vả xuyên cu đam á. Thấy không? Phụ được lâu hơn. Người nhà top 1 cũng cơ. Top 1 thì mình phải thiếu một tí nữa. Thiếu một tí nữa. Thôi, bán AM đi. Nay ra nhiều trời. Ngày gì nay ra nhiều gì. Time to shove off. Ok, nó có lít nữa. I am the dead winter. Bao nhiêu dead nhỉ? Có thai khó chịu ghê á. Không có Vinh Dagger cho mình. Thế là chắc phức mẹ cái con troll đi vừa bây giờ mới còn cầm troll này tù á. Trời ơi, chết luôn à. Má bên nó có thai rồi, chịu không nổi. Không được. Nó có thai rồi. À, ra skill chậm hơn. Nó có được chút nữa chứ.
má để tạng ra rồi nhưng mà vẫn bị gom lại. Má đúng một cú rồi chôn thì mà với thế tôi cũng lấy được chụp của mẹ rồi. Nhà này xanh ngay từ đầu rồi. Nhà cũng tạch rồi. Nhà này xanh ngay từ đầu rồi, khó counter lắm. Còn chơi tới hai con keeper chứ không phải liền hả? Ôi toàn đầu game cũng không hẳn ngon lắm. Đầu game nó ra cũng hơi tạp nham, tại vì có Goblin Mech mà nó còn ra thêm mấy con như vậy khó win lắm.